Hello, hello. Xin chào các bạn. Đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Các bạn đã bước qua là ngày thứ năm rồi. Các bạn thấy là mỗi tuần nó trôi đi rất là lẹ luôn. Và chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay kết thúc là một màu xanh các bạn. Các bạn đã thấy được là Nasdaq đó đã kết thúc là tăng 179 S&P 500 nó kết thúc là tăng 142 42 và Dow Jones cũng tăng 1% luôn. Pre-market thì bây giờ thì hầu như là không có sự thay đổi nhiều. Các bạn hay là K3 chỉ số thì nó âm một chút xíu mà thôi. Cũng không nói được gì. Chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng của dầu à, đó thì à, hôm nay cũng xuống nhẹ ở mức là 72 đô thì cũng tương tự như những mức giá mà chúng ta đã từng thấy mấy ngày qua rồi và cũng là một mức thấp trong vòng mấy tháng qua. Còn về vàng đó thì hôm nay cũng xuống nhẹ một chút các bạn xuống 0.35% ở mức là 1977 đô thì nói chung nó chứng khoán hôm nay kết thúc là một màu xanh và các bạn có biết thị trường nào cũng tiếp tục xanh hay không? Đó chính là thị trường crypto các bạn. Chúng ta đã nhìn thấy được là hôm nay đó chúng ta nhìn chung thì crypto đã có tổng số vốn hóa tăng 2.3% một lần nữa chúng ta đã hơn 1.2 nghìn tỷ đô la rồi và BTC đã tiếp tục dẫn đầu các bạn tăng 4.1% trong những đồng lớn này. Và nói tới BTC đó, thì các bạn được là giá của BTC đã có cái sự tăng trưởng rất là nhanh. Trước khi còn làm video này đó, đã tăng lên tới mức là 29.181 nhưng mà ngay sau đó thì giá đã có một cái sự điều chỉnh xuống hầu như để trả lại cái mức trước khi tăng các bạn. Nhưng mà nói chung hôm nay đây ở mức giá này BTC vẫn tăng so với ngày hôm qua chúng ta một lần nữa đã hơn 28.000 đô rồi. Và cái lúc mà các bạn thấy được là giá tăng trưởng đó, thì thường cũng đã chia sẻ với các bạn là giá 29 000 đô các bạn thông cảm thường bị ép buộc phải chốt lời người trong crypto thân bất do kỹ các bạn nhưng mà các bạn đã biết tại sao thường chia sẻ cái này rồi tại vì các bạn cũng đang nhớ là thường chia sẻ cách đây khoảng chừng là hai ngày lúc đó thuận vẫn còn là đang chốt lời và nếu như mà giá cả của BTC đó không tiếp tục tăng nữa thì có thể là thuận sẽ ngưng chốt lời sớm nhưng mà các bạn thấy được giá tiếp tục tăng và nhiều bạn cũng đã biết là tại sao thuận chốt lời rồi nhưng mà nào mà không đành nữa thì có thể xem một video thuận chia sẻ cách đây khoảng chừng là hai tuần à, lý do nhiều bạn cũng đã biết là thuận tích lũy một số lượng BTC trung à, bình giá từ tháng 4 năm ngoái tới bây giờ thì giá cả cũng rất là tốt các bạn tại vì tích lũy ở cái thời điểm mà dưới 20.000 đô đó thời điểm đó cũng rất là dài và có nhiều thời gian để mà tích lũy. Cũng giống như là chúng ta đã nhớ là gần đây có sự kiện liên quan đến USCC thì Thuần cũng đã đổi hết USDC qua BTC à, và sau đó Thuần đã chia sẻ với các bạn à, tại sao mà à, Thuần cần phải cân bằng lại cái danh mục đầu tư của mình rồi. Một lần nữa đó các bạn nên nhớ là Thuần chút lời. Không có nghĩa là Thuần nghĩ là giá không tăng nữa hay là giá sẽ xuống. Chỉ đơn giản là bây giờ Thuần cần phải cân bằng lại cái danh mục đầu tư của Thuần liên quan đến giữa chứng khoán, giữa crypto và giữa tiền mặt. Nhưng mà nói tới cần có lời đó. Các bạn có biết còn ai gần có lời nữa không? Đó chính là Michael Saylor đó các bạn. Chúng ta đã nhớ là Michael Saylor cách đây 2 ngày đó chia sẻ là hiện bây giờ. Michael Strategy đã lưu trữ tổng cộng là 138.955 BTC. Con số này rất là kinh khủng các bạn. Và cái mức giá trung bình mà đã mua từ năm 2020 tới bây giờ đó là 29.000 817 đô cho mỗi một BTC đương nhiên có lúc mua ở à, mức thấp hơn, có lúc mua mức, mức cao hơn Nhưng mà trung bình là 29.817 đô Có nghĩa là ở à, cái mức giá hiện tại là 28.529 Thì còn khoảng chừng là 4-5% nữa thôi Thì à, Michael Saylor sẽ coi như hoài vốn các bạn sau một thời gian dài Tuy nhiên như bạn nói là không hi vọng Michael Saylor hòa vốn đâu Tại vì hòa vốn lợi như mà ổng à, xả sau lưng BTC thì sao các bạn Cái đó thì đương nhiên thường không bao giờ biết được Michael Saylor thì đã hứa là sẽ không bao giờ bán Nhưng mà thường cũng có một một chút xíu nghi ngờ về cái lời hứa hẹn này tại vì các bạn nên biết là Michael Strachey đã bán rất là nhiều những trái phiếu à, và nếu như mà đến hạn rồi đó thì lấy tiền đâu để trả những trái phiếu đó. đương nhiên những trái phiếu đó thì uh, thu nhớ là khoảng 2025 và 2027 mới đến hạn lận. Uh, có nghĩa là Michael Saylor đã cá cược là đi vay mượn để mua, không sao hết bán trái phiếu, dùng tiền để tiếp tục thu mua BTC tại vì hoàn toàn tin tưởng là tới năm 2025 và năm 2027 đó là giá của BTC sẽ rất là cao và tới lúc đó thì uh, coi như là đã thành công rồi đã lưu trữ một số lượng lớn BTC và giá cũng sẽ rất là cao. đó là cá cược của Michael Saylor nhưng mà cho dù đúng vậy đi nữa đó thì tới lúc đó thì sao các bạn không lẽ lại bán cái phiếu mới nữa để trả cho cái số nợ cũ hay là phải bán một số lượng btc hay là lúc đó lại phải bán cổ phiếu có thể là Michael seller hy vọng là cổ phiếu của Michael lúc đó ở mức rất là cao thì có thể bán cổ phiếu để mà trả nợ nó tóm lại thì tiền cũng phải đến từ một nơi nào đó tôi đó chúng ta mới biết được à, nhưng mà nói chung đó thì chúng ta được là có hai ngọn nến cũng rất là kinh điển à, vừa mới xuất hiện như các bạn đã thấy được là một ngọn nến đẩy giá của BTC từ 28.300 đô lên tới 29.100 đô rồi ngay sau đó đẩy ngược trở xuống tới cái mức là 28.100 đô bây giờ chúng ta ở mức là 28.543 thì đương nhiên cây nến đỏ này không liên quan đến thuần nữa các bạn thuần chỉ là một con cá nhỏ nhỏ trên chương này thôi Chút lời không ảnh hưởng gì đâu chủ yếu là thuần chia sẻ để có sự rõ ràng với các bạn và rất nhiều bạn thích theo dõi những cái chia sẻ đầu tư cá nhân của thuần cho nên thuần mới đề cập đến mà thôi nhưng mà chúng ta có thông tin gì tốt hay không dẫn đến giá cả hôm nay đã có sự tăng trưởng thì không phải để các bạn thật ra khi mà các bạn đọc những cái tài liệu trên mạng đó, thì lại có những tài liệu gây sự lo lắng cũng như chúng ta tiếp tục thấy được những cái thông tin liên quan tới binance các bạn thì tiếp tục nghe được thông tin lần này là đến từ Financial Times thì sau khi mà Binance bị kiện bởi SEC đây chúng ta nói tới khá nhiều về cái vụ kiện đó rồi à, thì chúng ta nhận được thông tin ngày hôm nay đó là Financial Times nói là đây nhận được văn bản chứng minh được đó là sàn Binance tuy đã rời khỏi Trung Quốc vào năm 2017 nhưng mà ở Trung Quốc đó thì vẫn còn một văn phòng ở đó và vẫn sử dụng một ngân hàng Trung Quốc để mà trả tiền cho nhân viên mãi tới năm 2019 nhưng mà sau đó thì sao thì không nói rõ ở đây và Financial Times cũng nói là có cái văn bản có thể chứng minh được là những nhân viên của sàn Binance đã không thích khi mà bất cứ một cái nhà báo nào đề cập tới việc là sẽ mở văn phòng hay là có văn phòng ở Bắc Kinh vào năm 2019 và luôn nhắc nhở những cái nhà báo là sàn Binance có những cái trụ sở ở Malta, Singapore và Uganda. Trên chân bản đó Binance không có một cơ trụ sở chính nào hết. Và đây cũng là một trong những cái điều mà được nói tới rất là nhiều từ hội của Hoa Kỳ là không rõ là Binance có trụ sở đâu và đây là điều mà khiến cho một số người bất an. Ít ra đây là những cái lời chia sẻ đến từ Financial Times à, Đương nhiên còn về phần của uh, Binance thì người đại diện đã nói là Binance không có hoạt động ở Trung Quốc và cũng không có bất cứ một cái công nghệ server nào hay là giữ dữ liệu nào ở Trung Quốc hết Và Binance trước đây thì có một cái uh, nơi chăm sóc khách hàng ở Trung Quốc và chủ yếu là để phục vụ người mà nói tiếng quan thoại Nhưng mà tới năm 2021 đó thì đã bắt đầu có những cái uh, chiến lược ưu đãi những nhân viên này nếu như mà họ muốn tiếp tục làm việc với binance thì sẽ rời khỏi trung quốc và giờ đi một nơi khác để tiếp tục hoạt động cùng với tài sản binance và đây là những cái thông tin mới nhất liên quan tới binance các bạn nói chung đó thì khi các bạn nhìn vào những tin tức ngày hôm nay thì cũng không có tin tức nào gọi là tốt đâu nhưng mà chúng ta đã thấy được một điều đó là giá cả hầu như là không quan tâm đến tin xấu hiện tại cho nên Thuận có chia sẻ một bài bỏ phiếu với các bạn là chúng ta có thể nhìn một cách đơn giản một đó là giá cả phản ứng lên xuống theo từng tin tức tốt hay xấu, nghĩa là tin tức tốt thì giá tăng, còn tin tức xấu thì giá đi xuống. Đó là dấu hiệu thị trường có nhiều người mới dễ bị lung lay bởi những tin tức. Thứ nhì là chúng ta có trường hợp là tin tức tốt nhưng mà giá vẫn xuống luôn. Đó là như chúng ta đã chứng kiến năm 2021 rồi, chúng ta có rất nhiều những thông tin tốt những ngày đó nhưng mà giá cả vẫn tiếp tục xuống tại vì thị trường đang có nhiều người bất lòng tin và hoảng loạn trong cái thời kỳ downtrend và cách nhìn thứ ba là khi chúng ta có cái trường hợp là tin tức xấu nhưng mà giá vẫn tăng các bạn có nghĩa là thị trường có nhiều hodlers những người nào muốn rời khỏi đã rời khỏi rồi những người nào mà còn lại thì có lòng tin vững chắc và không còn nhiều người hoảng loạn bán chứ những thông tin nữa thì các bạn nghĩ là chúng ta đang ở trong trường hợp nào trong ba trường hợp này một hai hay là ba và các bạn đã bỏ phiếu bên dưới và cũng có rất nhiều bạn đã tham gia thường cũng cảm ơn các bạn thường xuyên tham gia bỏ phiếu trên kênh thuận capital và đương nhiên sự lựa chọn là một hai ba và đừng cho cái 4 vào là cgc tại vì còn đã nhớ là cg sau khi mà có cái thông tin liên quan đến ctc thì cg chỉ trả lời bằng con số 4 mà thôi kết quả thì phần lớn các bạn đều nghĩ chúng ta đang nằm trong trường hợp thứ ba này tin xấu nhưng mà giá vẫn tăng gần đây thị trường có rất nhiều ho lưu lòng tin vững chắc cho nên cũng không quan tâm nhiều đến những tin tức xấu những người mà lo sợ hay là những người mà dễ bị lay động với tin tức thì đã rời khỏi thị trường này từ nhiều tháng trước rồi và chúng ta có thể nhìn thấy được là ở trên YouTube đó, bỏ phiếu cũng tương tự như vậy và chúng ta có thể nhìn thấy được là trên Telegram thì cũng cỡ đó chỉ có là nhiều bạn à, bỏ phiếu cho số 4 nhiều hơn thường đó những cuộc bỏ phiếu đó thường thường sẽ để một cái sự lựa chọn mà nhiều bạn cảm thấy là không có liên quan gì thường để vào để làm chi thật ra là tại vì có rất nhiều người muốn biết là kết quả bỏ phiếu ra sao nhưng mà thay vì là chỉ cho họ cái sự lựa chọn là một hai hay ba thì họ sẽ bấm đại một cái nào đó sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả cho nên thường thường có thêm một sự lựa chọn thứ tư và sự lựa chọn này là không liên quan để cho những người đó có thể bấm vào và những bạn đó có thể xem được cái kết quả bỏ phiếu ra sao Ngoài chuyện thông tin liên quan tới uh, Binance ra thì chúng ta cũng uh, có một số thông tin đến từ uh, quốc hội của Hoa Kỳ và liên quan đến cái sự việc của Signature Bank SVB bị sụp đổ thì uh, chúng ta đã thấy được là ngày hôm nay đó thì FDIC đã lên tiếng nói là họ chuẩn bị uh, trả lại 4 tỷ đô la cái tiền gửi liên quan tới những công ty crypto uh, của ngân hàng Signature Bank các bạn đã nhớ là ngân hàng này đã cũng đã bị tiếp quản bởi FDIC rồi Tại vì ngân hàng này cũng trên vực uh, sụp đổ Nhiều người cho là ngân hàng này đã bị tiếp quản cũng không hẳn liên quan tới là ngân hàng này gặp vấn đề tài chính đâu chỉ đơn giản ngân hàng này cung cấp dịch vụ crypto cho nên FDIC muốn tiếp quản để mà tiêu diệt dịch vụ crypto của ngân hàng này cái đó là cái thuê mua mà thôi thường không biết là có thật hay là không nhưng mà chúng ta nên biết là hiện bây giờ ngân hàng này à, coi như bị tiếp quản bởi FDIC rồi và có rất nhiều những công ty crypto à, đang giữ tiền trong ngân hàng này thì à, bây giờ để FDIC sẽ trả cái số lượng 4 tỷ này vào khoảng chừng là đầu tháng tư có nghĩa là còn khoảng chừng hai tuần nữa thôi thì số tiền này sẽ được trả cho những công ty đó và sau sau khi trả rồi thì như thế nào? Sau khi trả rồi đó thì cái ngân hàng Citi Bank này sẽ không tiếp tục cung cấp dịch vụ trong thị trường crypto này nữa. FDIC thì nói là lý do là tại vì khi mà tiếp quản ngân hàng này đó thì cái phần đó đã không nằm cho hợp đồng. đương nhiên nhiều người mà ủng hộ crypto thì nói đây rõ ràng là một dẫn chứng cho thấy FDIC đang cố tình tiếp quản những ngân hàng và cắt đứt đi cái dịch vụ mà cung cấp ngân hàng cho những công ty crypto. Nhưng mà Newlyland đó, đây là một trong những người mà theo thường hiểu ra đây là thứ trưởng của Bộ Tài chính ở Hoa Kỳ thì đã lên tiếng nói là không phải gì đâu. Đối với là Bộ Tài chính thì biết tại sao mà ngân hàng Signature gặp vấn đề. Ngân hàng Signature tuy là có nhiều khách hàng crypto nhưng mà đó không phải lý do tại sao mà ngân hàng này gặp vấn đề. Ngân hàng này gặp vấn đề là tại vì tình trạng tương tự như SVB và ngân hàng Silvergate. Chúng ta thấy được là có giá cổ phiếu giảm quá mạnh khiến ngân hàng này bị sụp đổ chứ không phải là liên quan đến crypto. Thì đương nhiên bây giờ đó, các bạn tin này thì mỗi người đều sẽ có mỗi một cái nhận định Người mà các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, đây chính là Chủ tịch của FDIC Martin Trenberg Và thường có đi chia sẻ với các bạn là ngày hôm nay đó Chủ tịch của FDIC cùng với lại Michael Barr Michael Barr là cái uh, người mà đại diện cho Fed đến quốc hội đó, thì uh, ngày hôm nay hai người này uh, cũng uh, gặp nhiều câu hội hóc búa và cũng bị hạch hỏi cả ngày và đây là cái uh, video liên quan tới cái buổi điều trần tại Ủy ban dịch vụ tài chính Hạ Viện, rất là dài các bạn hôm nay thì đương nhiên bận công ty rồi cho nên không có thời gian để mà xem cái buổi điều trần này dài tới 5 tiếng lận, thì thường tóm tắt lại và thường cũng có một cái video dài khoảng chừng là 4-5 phút gì đó uh, liên quan đến buổi điều trần này để các bạn có thể thấy được là hôm nay buổi điều trần này đã có những gì đặc biệt và cái giọng điệu như thế nào à, thì trước khi chúng ta bắt đầu đó tôi trở lại để mà nói về cái vấn đề liên quan đến là có tại là FDIC muốn cắt dịch vụ ngân hàng ra khỏi crypto hay là không thì có lo lắng à, về vấn đề này hay là không đó, thì cũng không hẳn đâu các bạn tại vì à, chúng ta nên biết là không còn ngân hàng này sẽ còn ngân hàng khác sau khi mà chúng ta biết Silvergate à, và ngân hàng Signature đó bị sụp đổ thì trên Twitter cũng đã lan truyền khắp nơi là bây giờ à, những công ty crypto không còn đối tác ngân hàng nữa nhưng mà các bạn thấy được là kết quả thì cũng không phải như vậy mới đầu thì cũng nghĩ là như vậy các bạn nhưng mà trên thực tế đó chúng ta vẫn còn rất nhiều những ngân hàng lớn cung cấp dịch vụ crypto chỉ là những ngân hàng đó đó không chuyên về crypto mà thôi chứ bây giờ ở hoa kỳ các bạn uh, sử dụng Coinbase đi và những sàn khác thì các bạn vẫn có thể uh, rút tiền và nạp tiền được rất bình thường không gặp vấn đề gì hết thì đương nhiên họ còn đối tác ngân hàng khác chỉ là hai ngân hàng này là chuyên về crypto thì cũng có khả năng là có một thế lực nào đó muốn tiêu diệt những công ty hiện có trong thị trường crypto này và không phải là để tiêu diệt thị trường crypto mà cũng giống như những gì thường, thường chia sẻ với các bạn có thể là họ chỉ muốn tiêu diệt những công ty trong thị trường crypto này rồi sau đó sẽ thay thế bằng những công ty forward tại vì hiện bây giờ đã thường có thể cho các bạn biết là những công ty cung cấp dịch vụ ngân hàng cho công ty crypto bây giờ là những ngân hàng truyền thống forward giống như là ngân hàng Chase thì vẫn đang cung cấp những dịch vụ đó thì có khả năng đó hay không thì đương nhiên là có rồi các bạn nhưng mà về việc là thuận có lo lắng là ngân hàng ở hoa kỳ sẽ đột ngột ngưng hoạt động đối với những công ty crypto tội không thì bây giờ cái lo lắng đó không có cao đối với thuần khi nào mà có thêm thông tin thuận như chia sẽ chia sẻ còn về cái buổi điều trần ngày hôm nay đó thì ngày hôm qua ở thượng viện nói chung thì cũng có hạch hỏi các bạn nhưng mà cũng không có phải là hạch hỏi quá cắt gao à, chủ yếu là ngày hôm qua đó chúng ta đã thấy được là cả hai người chủ tịch của fdac người mà các bạn mới nhìn thấy trên màn hình đó, à, đó chính là chủ tịch của bộ công cung cấp dịch vụ bảo hiểm ngân hàng cùng với lại Michael Barr của Fed thì hai người này à, điều nói là lý do dẫn đến sự sụp đổ đó là tại vì có một số ngân hàng thứ nhất là họ đã đầu tư quá nhiều vào công trái phiếu dẫn đến thua lỗ nặng đó là lý do đầu tiên thứ nhì nữa đó là họ không có quản lý tốt cái ban quản lý của họ quá yếu kém dẫn đến là không quản lý cái rủi ro khi mà lãi suất tăng và thứ ba nữa là có những ngân hàng đó họ đã quá chú tâm vào một ngành nào đó giống như là ngành công nghệ thì khi mà họ chú tâm vào một ngành nào đó đó thì không phải là ngành đó xấu hay là tốt mà nếu như mà ngành đó gặp một vấn đề nào đó một công ty lớn gặp vấn đề thì sẽ kéo theo ứng domino sẽ dẫn đến là những công ty khác cũng gặp vấn đề luôn và ảo ạt tới để rút tiền tại vì họ gặp vấn đề mà ngân hàng không có sẵn sẽ dẫn đến ngân hàng bị sụp đổ cho nên đó là cái rủi ro khi mà tất cả tập trung vào một ngành và đó là ba điều lớn được nói tới ngày hôm qua nhưng mà hôm nay đó thì cái buổi điều trần này nó lại chú tâm vào cái phần khác ai cũng biết những gì đã được chia sẻ ngày hôm qua rồi thì hôm nay những dân biểu ở hạ viện đó thì lại hỏi về những gì mà FDIC, bộ tài chính hay là fed đã làm trước khi mà svb bị sụp đổ khi nào biết được và sau đó làm gì và nhất là những gì đã được chia sẻ ngày hôm qua đó hôm nay đã được hỏi lại là nếu như mà fed đã nói là đã biết À, cách đây một thời gian dài rồi từ năm 2021 tháng 11 là đã biết là lãi suất cao có thể dẫn đến những ngân hàng như là SCB gặp khó khăn, nhưng mà chỉ cảnh báo mà thôi mà không làm gì hết thì cuối cùng lỗi đó là tại ai? Tại vì Fed có trách nhiệm là phải giám sát những ngân hàng, chỉ nói miệng mà thôi mà không hề có bất cứ hành động nào dẫn đến SCB sụp đổ thì đương nhiên một mặt là SCB phải chịu trách nhiệm mặt khác thì Fed là cơ quan giám sát cũng phải chịu một phần trách nhiệm nào đó, cho nên những gì được nói cũng không có hoàn toàn hợp lý. Fed và FDIC phải chịu một phần trách nhiệm ở đây Và khi mà được hỏi là còn bao nhiêu ngân hàng tương tự như là SVB nữa Thì uh, các bạn thấy được là chúng ta không có câu trả lời Thì bây giờ chỉ nói là sẽ uh, đưa ra cái thông tin còn bao nhiêu ngân hàng tương tự như vậy nữa Chúng ta bây giờ vẫn không biết được là còn bao nhiêu ngân hàng gặp vấn đề mà chưa có lộ mặt hiện bây giờ Và đối với việc là trước khi mà ngân hàng sb sụp đổ đó chúng ta đã thấy được là những quan chức lớn của ngân hàng đã bán đi một số lượng cổ phiếu lớn cùng với lại họ đã nhận được bonus như là hoa hồng trước khi ngân hàng sụp đổ thì nhiều người đã kêu gọi là phải điều tra cái vụ đó có phải là những cái người mà giữ chức vụ lớn trong ngân hàng đã biết ngân hàng sẽ sụp đổ rồi sau đó bán cổ phiếu trước rồi lấy tiền bỏ chạy hay là không cho nên những người đó đã cần phải chịu trách nhiệm và đương nhiên một trong những nghị sĩ chúng ta rất quen thuộc đó chính là elizabeth warren cùng với lại uh, Catherine Cortez Masto uh, cũng đã đưa ra một cái uh, dự luật để bắt buộc là những quan chức lớn của ngân hàng trong vòng 5 năm nếu như mà họ nhận được bất cứ hoa hồng nào mà trong 5 năm đó mà ngân hàng bị sụp đổ đó thì tất cả những hoa hồng đó phải trả trở về chứ không được giữ và đương nhiên ở Lisbon muốn điều tra cái uh, sự việc là những cái uh, giám đốc lớn của công ty đã bán cổ phiếu trước đó thì những cái lợi nhuận đó cộng với lại hoa hồng có cần phải trả lại hay không? Chúng ta vẫn chưa có biết câu trả lời tại vì đây chỉ là một ví dụ lực thôi các bạn. Có được thông qua hay không lại là một chuyện khác. Và để Thương chia sẻ một cái video với các bạn. Video này đã dài khoảng chừng 5 phút. Thu đã để cái phụ đề bên dưới để các bạn có thể dạy theo dõi. Nhưng mà đây là cái câu hỏi đến từ chủ tịch của ủy ban dịch vụ tài chính ở hạ viện hoa kỳ đó chính là patrick McHenry henry và patrick henry cũng là một những người rất ủng hộ crypto thì khi mà các bạn xem cái video này đó các bạn sẽ hiểu hơn về hôm nay đó à, những cái giọng điệu khi mà họ hỏi những người này là như thế nào thì mà trên màn các bạn đó chúng ta sẽ có ba người cái người các bạn đang nhìn thấy đó đây chính là Newlyland thì theo đồng hiểu đây là thứ trưởng của bộ tài chính ở Hoa Kỳ và chúng ta còn có thêm một người nữa ngồi kế bên cô ta đó chính là chủ tịch của FDIC và cái người mà ngồi ở bên tay trái đó cái người này đó chính là Michael Barr của Fed người mà giữ chức vụ là phó giám sát viên của Fed liên quan tới ngành ngân hàng thì bây giờ thì xin xạch cái video này và cái người mà hỏi đây đó chính là chủ tịch của ủy ban dịch vụ tài chính ở hạ viện Patrick Henry. Tôi thuận uh, chia sẻ cái phần này với các bạn. I recognize myself for 5 minutes for questions. Um undersecretary Lynn, when do you become aware of the severe financial distress of Silicon Valley Bank? Um Charlie date and Henry, time would we... be helpful we became aware um When did you um, become aware? I'm going I to you aware of Các bạn thấy được là cái giọng điệu là hỏi thẳng mà thôi giờ chỉ muốn biết câu trả lời và không muốn dòng dò. và cái mà Patrick Henry muốn đó chính là chính xác mấy giờ nhận được thông tin, ngày nào nhận được thông tin, thông tin là thông tin gì và đã có hành động gì, có phải là những người này đã quá thờ ơ cho nên mới dẫn đến cái uh, sự kiện của ngày hôm nay hay là không? We, we became aware Um, when did you um, become aware? I'm going I to became you- I aware of issues at Silicon Valley Bank on Wednesday or Thursday. Wednesday or Thursday? Yes. I would like to have a written uh, response to when you became aware. You can search your email. That'd be helpful. Vice okay. Chair Barr, when did you become aware? Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, on when did you become aware of SBB's yes, sorry, financial distress? Uh, uh, I was going to answer that Thursday morning. I received uh, an email from staff indicating that Wednesday evening the bank had difficulty. Thursday morning. When did you become aware, Vice uh, Chairman? Um, I believe it was Thursday evening. Staff came in to a meeting. I was at taking Thursday evening yeah. for Silicon Valley Bank. Okay. Along those lines, and you had a staff presentation. <coughs> cái câu chuyện là khi nào biết được cái sự kiện của thông cảm thấy được là nó cũng không có lý lẽ lắm các bạn Tại vì nếu như mà các bạn nghĩ cái sự kiện này xảy ra cách đây 2 tuần Thì không nhớ rõ cũng không có gì gọi là quá bất thường Nhưng mà thật ra đây là sự kiện rất là lớn Và cả ba người này được mời tới quốc hội Và đương nhiên ba người này đã cần phải có được những cái thông tin chi tiết trước khi đến quốc hội rồi thì tại sao mà vẫn không có trả lời rõ ràng như vậy cái đó là cái mình không hiểu nếu như mà các bạn được mời đến quốc hội chỉ để nói về cái sự việc là ngân hàng bị sụp đổ thì các bạn có chuẩn bị sẵn tài liệu là khi nào biết đã làm gì và tại sao ngân hàng sụp đổ một cách rõ ràng nhưng mà những người này hầu như cũng không có rõ ràng về chuyện gì đang xảy ra không biết là họ thất chức hay là họ không muốn nói rõ sự thật các bạn and you had a staff presentation in Silicon Valley Bank And the distress because of uh... rising interest rates on their portfolio what did you do between that february staff presentation to you and the week of march 6th about silicon valley bank uh, staff uh, presented on the interest rate risk effect. yes that's what i said that was a february presentation what did you do as vice chair of supervision between that time and the bank uh, the week of the bank failure Staff indicated that they were completing their review uh, of the bank and of this broader horizontal review at that time, and I was waiting for the results of that review. were you aware of Silicon Valley Bank raising capital the week of March sixth I, I believe I became aware of that in this email that I described to you on, on Thursday, Thursday morning, morning. that Correct. they had successfully raised the capital, but they had they were, they were facing financial distress I, I was not aware. Um, Thursday morning, that there were deposit outflows. I was trying to finish the answer to that question. I was aware of, of the difficulty Wednesday night in raising capital, but the bank was reporting to supervisors Thursday morning that deposits were stable. When did you so become aware of the deposit flows on Thursday? Thursday afternoon, late afternoon, I became aware of deposit flows, and Thursday evening, that there was essentially a bank run. So, Thursday afternoon, which could be mid morning in California? Is that what you're suggesting? Um, I, I, believe it was around noon in California and for me around 3 in, Okay, on the, on and did instance. you make provision for the discount window or assets at that time you heard of their distress? <laughs> cái hồi nãy giờ hỏi thì các bạn chắc cũng đã đọc vụ đề thì cũng đã hiểu rồi. Chủ yếu đó là muốn biết là từ cái thời điểm mà Fed đã biết về tình hình của SVB uh, không phải là cách đó là 1-2 năm là có khả năng là sẽ khủng hoảng nếu như mà tăng lãi suất mà đã biết SVB khả năng rất cao là đang gặp vấn đề vào tháng 2 nhưng mà tại sao lại không làm gì hết từ tháng 2 mãi cho đến cái ngày thứ năm cái ngày mà mọi chuyện đã xảy ra như đã được nói đến bởi Michael Boy hiện bây giờ và khi mà mọi chuyện xảy ra đó đó thì một trong những cách giải quyết mà Fed có thể làm đó chính là giữ cái à, có thể gọi là cửa sổ chiết khấu các bạn đây là một trong những nơi mà những ngân hàng nào gặp khó khăn khẩn cấp đó họ có thể là gửi những tài sản của họ đương nhiên phần lớn của đó là công trái phiếu à, để mà vay mượn khẩn cấp và cái điều quan trọng đó là thường cái à, nơi mà có thể vay mượn khẩn cấp đó của à, Fed đó, thì sẽ đóng cửa vào một thời gian nào đó trong ngày nhưng mà trong trường hợp khẩn cấp như là trường hợp SVB đó thì có thể mở cửa trễ hơn cho nên hồi nãy giờ mới hạch hỏi là đúng là mấy giờ mới biết tại vì nếu như mà biết à, vào lúc mà giờ hành chánh đó, thì lúc đó Michael của vẫn còn thời gian để có thể là kéo dài cái cửa sổ đó để có thể cho ngân hàng SVB tiếp tục vay mượn để không dẫn đến khủng hoảng nhưng mà Michael Barr đã làm hay là chưa thì bạn được là Michael Barr nói là không tôi đó tôi vẫn đang chờ đợi nhân viên của tôi làm xong cái bản nghiên cứu rồi tôi mới tính tiếp chủ yếu là như vậy My my understanding from the staff is they were in discussions with the bank itself beginning Thursday afternoon to try and move pledgeable collateral over to the discount window That work continued Thursday afternoon, Thursday evening, and actually overnight. Did you make provision to keep the discount window open so they could provision collateral to avoid a bank collapse? The the discount window um, uh, uh, opening decision is, is sort of like a standard thing. It, it normally closes. A standard at seven thing, except down. in a moment of crisis, it can be kept open. I think the vice chair for supervision should be able to make that phone call. Did you provision for that? Uh, uh, or did Chairman, you think you needed a provision for that, Mr. Chairman? At, at the time, my understanding was that the, the difficulty wasn't sending funds. The difficulty was actually getting the collateral, uh, evaluating the collateral, and getting it pledged to the discount window. And staff were working with Silicon Valley Bank basically all afternoon and evening, and and through the morning the next day to pledge as much collateral as humanly possible to the discount window. So on window. Friday morning, Vice Chair, uh, Chair Groomberg. Uh, you're appointed receiver. When did you become aware that FDIC was going to have to take this measure or is going to receive this bank? Bây giờ thì câu hỏi chuyển qua cho chủ tịch của FDIC là khi nào ông ta mới biết là ông ta cần phải tiếp quản ngân hàng SVB này. I think when we were informed Thursday evening. I mean you, were you informed Thursday? Evening? Cái vấn đề của những người này là các bạn thấy là họ thích trả lời chung chung là we, nhà chúng tôi, chúng tôi nhận được thông báo nhưng mà Câu hỏi là khi nào mà chính ông nhận được thông báo chứ không phải là chúng tôi cho biết được là khi mà ông nhận được thông báo là lúc nào mà ông đã làm gì. evening by staff that... which meant you had Friday morning conference calls to make a decision was that part of it I, I think we were I mean I think we knew Thursday evening that the bank was going to fail and that we needed to make provision to take over the institution did you following. pick up the phone and call the Vice Chair of Supervision at the Fed and say, How can we provision to keep this institution open for a Friday? I can't recall that. I've, my my <laughs> recollection is, Mr. Chairman, that the, the institution was experiencing a liquidity failure and that the, it was going to fail. And it was going to had, fail on Friday open or Friday evening? Were you provisioning for this for the weekend decision? Uh, for, no, I think the expectation in, the, in their uh, Các bạn thấy được là Chủ yếu đó Câu hỏi cho Chủ tịch FDIC Là khi mà nhận được Cái thông tin Là ngân hàng SCB Gặp vấn đề Và cần phải được tiếp quản Bởi FDIC Thì lúc đó FDIC Chủ tịch này Có cầm điện thoại lên Để gọi phép Hỏi coi là Làm cách nào Để có thể Tiếp tục giữ ngân hàng mở cửa được mà không cần phải dẫn đến cái chuyện sụp đổ hay là không à, thì các bạn được là FTC nói là không tôi cũng không nhớ là có gọi Fed không nữa chuyện lớn gì mà không nhớ các bạn à, mà chỉ nói là à, theo kinh nghiệm của tôi đó thì ngân hàng SVB đang sụp đổ và sẽ sụp đổ à, cho nên chúng tôi chỉ chuẩn bị để tiếp quản mà thôi <laughs> rồi bây giờ còn cái tiếp là tại thời điểm nào mà chủ tịch FTC đã mở cái cuộc bán đấu giá ngân hàng SVB Open an auction for Silicon Valley Bank. On uh, Friday? I believe it was Sunday afternoon, we just. Sunday afternoon, you opened for auction. So that weekend, what happened on, we only heard the announcement of Congress receiving this information at 1120 on Friday morning. There was an idiosyncratic bank, and Sunday afternoon was the next pronouncement from any of you three on the panel, and it was a systemic risk designation. That's what shook the market for the last two weeks. That's the reason why we've had these extraordinary interventions in the financial system. and I want to know the key details of that weekend. And I hope we can drill into those those questions. Và đây là kết thúc của cái phần đó của Patrick McHenry. Thì các bạn thấy được là chủ yếu đó là muốn hỏi về những gì xảy ra ngày hôm đó mà những người này đã có những trách nhiệm gì à, trong cái cuối tuần đó. Tại vì như các bạn đã thấy đó thì Quốc hội Hoa Kỳ được thông báo là ngân hàng gặp vấn đề vào trưa ngày thứ sáu vào lúc 11 giờ 20 và sau đó đó thì cả ba người giống như là thứ trưởng của bộ tài chính rồi đến Fed và ngay cả FDIC thì hoàn toàn im lặng không biết là họ đang làm gì à, trong mấy ngày đó mà không bất cứ thông tin nào hết mãi cho đến chiều ngày chủ nhật chúng ta mới có thông tin à, thì trong thời gian đó, đó những người này đã làm gì đó là một điều mà vẫn là một cuộc chấm hỏi hiện bây giờ à, và một trong những điều mà nhiều người cũng nghĩ đến là tại sao mà đã biết có ngân hàng như là scB gặp vấn đề hồi tháng 2 nhưng mà lại không có đưa ra bất cứ một hành động nào để mà ngăn chặn cái sự việc ngân hàng này à, thì một trong những cái lập luận là có khả năng là tại vì Fed cũng đã biết từ lâu rồi nhưng mà nếu như mà đưa thông tin này ra thì chủ tịch của Fed John Powell sẽ không thể tăng lãi suất tại vì nếu như mà có thông tin này thì đương nhiên việc tăng lãi suất có thể là đã ngưng lâu rồi các bạn nếu mà giải quyết vấn đề này đó là những cái thuyết âm mưu mà thôi Thường chỉ chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu được là những gì đã được nói đến ngày hôm nay ở Hạ viện Hoa Kỳ và đây cũng là kết thúc cuộc điều trần dài 2 ngày liên quan tới sự sụp đổ của những ngân hàng một lần nữa ngày hôm nay đó thì chúng ta cũng không nghe nói bất cứ một sự đổ lỗi nào liên quan đến crypto thì đó cũng coi như là một điều tốt các bạn chúng ta không muốn crypto là thứ mà những người này đem ra để mà đổ lỗi cho những cái thất thoát lần này liên quan tới ngân hàng